xin kính chào quý vị. Để giúp quý vị nắm bắt được những vấn đề đáng quan tâm, chúng tôi đã tổng hợp những thông tin quan trọng đưa ra trong chương trình ngày hôm nay. Dưới đây là những nội dung đáng chú ý. Quân nhân xây rượu bia bị Bộ Quốc phòng xử lý nặng. Bắc tin thành lập 15 tổ 212 đặc biệt để kiểm soát đồng độ cồn ở Hà Nội. Công an thành phố Hà Nội lập hai tổ công tác đặc biệt trên quốc lộ và đường vành đai. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh nói gì về thông tin nhà xe thành bưởi sắp chạy lại? Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong phần tiếp theo. Mời quý vị cùng theo dõi, Thông tư 143 2023/TT Bộ Quốc phòng ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Bộ Quốc phòng quy định xử lý kỷ luật trong quân đội nhân dân Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2024. Trong đó, Bộ Quốc phòng sẽ xử lý nặng những người uống rượu, bia trong giờ làm việc, say rượu, bia làm ảnh hưởng đến phong cách quân nhân hay đánh bạc, cho vay nặng lãi, sử dụng ma túy. Cụ thể, uống rượu, bia trong giờ làm việc hoặc khi đang thực hiện nhiệm vụ hoặc say rượu bia làm ảnh hưởng đến phong cách quân nhân thì bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo nếu vi phạm một trong các trường hợp sau thì bị kỷ luật từ hạ bậc lương giáng chức cách chức đến giáng cấp bậc quân hàm đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm lôi kéo người khác tham gia say rượu bia khi đang thực hiện nhiệm vụ làm mất đoàn kết nội bộ cơ quan đơn vị say rượu bia làm mất trật tự công cộng mất đoàn kết quân dân gây hậu quả chưa đến mức nghiêm trọng ngoài ra thông tư cũng quy định hình thức kỷ luật với người vi phạm phong cách quân nhân Cụ thể, vi phạm các quy định của Bộ Quốc phòng về sinh hoạt, học tập, công tác, lễ tiết tác phong quân nhân thì bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo. Nếu vi phạm một trong các trường hợp sau thì bị kỷ luật từ hạ bậc lương, giáng chức, cách chức đến giáng cấp bậc quân hàm, đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm, lôi kéo người khác tham gia. Thông tư 143-2023-TT Bộ Quốc phòng cũng quy định mức kỷ luật với người đánh bạc. Sử dụng ma túy, hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức phải xử lý hình sự. Cụ thể, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc trái phép, cho vay nặng lãi dưới bất kỳ hình thức nào thì bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo. Nếu vi phạm một trong bốn trường hợp sau thì bị kỷ luật từ hạ bậc lương, giáng chức, cách chức đến giáng cấp bậc quân hàm là chỉ huy đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm, lôi kéo người khác tham gia, cho thuê địa điểm đánh bạc. Đặc biệt, người có các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy như tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy thì bị kỷ luật tức danh hiệu quân nhân, buộc thôi việc, được biết, tại thông tư 16-2020 TT Bộ Quốc phòng hiện hành chưa có quy định kỷ luật với các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc hay cho vay nặng lãi. Còn liên quan đến xử lý kỷ luật hành vi liên quan ma túy thì tại Điều 38 thông tư 16 chỉ có quy định sử dụng trái phép các chất ma túy thì bị kỷ luật tức danh hiệu quân nhân, buộc thôi việc. Như vậy, từ ngày 15 tháng 2 năm 2024, người có các vi phạm liên quan đến ma túy đều bị tức danh hiệu quân nhân, buộc thôi việc. đại diện phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội cho biết thông tin thành lập 15 tổ 212 để kiểm soát nồng độ cồn là không chính xác. Những ngày qua, nhiều trang mạng xã hội lan truyền thông tin về kế hoạch kiểm soát nồng độ cồn của cục cảnh sát giao thông và công an Hà Nội. Các bài đăng được lan truyền trong thời gian sắp tới Tết Nguyên Đán, nhận được sự chú ý của nhiều người. Các bài đăng trên cùng một nội dung cho rằng cục cảnh sát giao thông sẽ triển khai làm chuyên đề tại các tỉnh thành thời gian một tháng. Tại mỗi tỉnh, Thành sẽ kiểm tra nồng độ cồn trên tất cả tỉnh lộ và quốc lộ từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Đồng thời, tại Hà Nội, các bài đăng còn cho rằng thành phố sẽ thành lập 15 tổ 212 đặc biệt nhằm kiểm soát nồng độ cồn kèm theo hàng chục vị trí, tuyến đường sẽ thực hiện kiểm tra. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội cho biết thông tin. Được lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật, trong dịp cao điểm Tết sắp tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội kiên quyết xử lý nghiêm tài xế có nồng độ cồn và các vi phạm khác là nguyên nhân dẫn đến tai nạn và ủn tắc giao thông. Tuy nhiên vị này bác bỏ thông tin về việc thành lập 15 tổ 212 đặc biệt để kiểm soát đồng độ cồn. Trong dịp cao điểm sắp tới, các đội địa bàn và các tổ công tác liên ngành 141 của Công an Hà Nội tiếp tục làm việc bình thường. Trong đó, vị trí các chốt xử lý vi phạm luôn được đảm bảo bí mật công tác, tránh việc tội phạm lợi dụng. Nguyên nhân là ngoài công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng còn phải phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm khác. Thông tin thêm, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cũng bác thông tin đang được lan truyền trên. Vị này cho hay trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân 2024, cục cảnh sát giao thông đã ban hành kế hoạch cụ thể tới các địa phương về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội ở cả ba loại hình đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội về cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024, phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng và triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội và phương án tổ chức tuần tra, kiểm soát liên tuyến bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến quốc lộ 1A, 1B đoạn thuộc địa bàn thành phố Hà Nội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024. Bắt đầu từ sáng ngày 11 tháng 1, hai tổ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm gồm cán bộ cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông, cảnh sát giao thông và trật tự Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an cấp huyện, cảnh sát cơ động, trung đoàn cảnh sát cơ động, công an thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện tuần tra, kiểm soát, công khai kết hợp hóa trang trên tuyến quốc lộ 1A, 1B, đường vành đai 3 trên cao đoạn qua địa bàn Hà Nội. Theo ghi nhận, mặc dù thời tiết không thuận lợi, xuất hiện mưa nhưng các tổ tuần tra hai đầu quốc lộ 1A và 1B ở địa bàn huyện Phú Xuyên và Gia Lâm vẫn triển khai theo đúng kế hoạch để bảo đảm việc dừng phương tiện an toàn, tổ công tác tổ chức cảnh báo từ xa, cán bộ chiến sĩ mặc áo phản quang khi làm nhiệm vụ. Cùng với việc triển khai hai tổ công tác đặc biệt trên, phòng cảnh sát giao thông cũng nêu rõ, từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và trong dịp lễ hội đầu xuân, trên đường bộ tập trung kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông như vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, các vi phạm về chạy quá tốc độ. Phối hợp với ngành đường sắt tổ chức kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông đường sắt, đấu tranh chống vận chuyển hàng cấm, chất cháy nổ, vận chuyển hàng gian lận thương mại trên các tuyến đường sắt, bố trí lực lượng phối hợp chặt chẽ với cục cảnh sát giao thông, bộ công an làm nhiệm vụ trên tuyến sông Hồng và địa bàn các tỉnh giáp danh, tập trung vào các đối tượng hoạt động vận tải hàng hóa, các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, hoạt động vận tải hành khách ngang sông ở các tuyến vận tải trọng điểm, các cảng, bến trái phép hoặc không đủ điều kiện hoạt động ngang nhiên vi phạm trật tự an toàn giao thông và các hành vi vi phạm khác trên tuyến giao thông. Đại tá Trần Đình Nghĩa, trưởng phòng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, để tạo môi trường an toàn, bình yên cho nhân dân vui xuân, đón Tết. Mục tiêu của hai tổ công tác tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm người điều khiển xe trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy, vi phạm tốc độ, đi ngược chiều, lùi xe trên đường một chiều, đường cao tốc, ngăn chặn, kiềm chế hoạt động của tội phạm. Trên tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân 2024. Theo đó, kế hoạch được thực hiện từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 và được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 10 tháng 1 năm 2024, các đơn vị tập trung điều tra cơ bản, giả soát, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, đối tượng, không thời gian cần tập trung đấu tranh, xử lý, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện kế hoạch. Giai đoạn 2, từ ngày 11 tháng 1 năm 2024 đến ngày 24 tháng 2 năm 2024, quyết liệt triển khai tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm xuyên Tết theo nội dung kế hoạch này, đồng thời tổ chức việc phòng chống ùn tắc giao thông, hỗ trợ người dân di chuyển trong quá trình nghỉ Tết và quay trở lại làm việc trong những ngày đầu năm mới. Giai đoạn 3, từ ngày 25 tháng 2 năm 2024 đến ngày 9 tháng 3 năm 2024, 29 tháng 1 năm 2024 âm lịch, căn cứ đặc điểm tình hình thực tế tuyến, địa bàn phụ trách, triển khai phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân di chuyển, tham gia các lễ hội xuân 2024 diễn ra tại địa phương. Sáng 9 tháng 1, trang mạng xã hội có tích xanh, dấu hiệu nhận diện trang chính chủ của nhà xe Thành Bưởi xuất hiện thông tin đơn vị này sẽ vận chuyển hành khách tuyến Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18 tháng 1 sắp tới. Đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, thời điểm này, sở chưa tiếp nhận đề xuất cấp lại giấy phép từ hãng xe Thành Bưởi. Nhà xe này cũng đang trong thời gian chấp hành quyết định bị thu hồi giấy phép. Đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm theo quyết định xử phạt, nhà xe này phải ngừng tất cả hoạt động vận tải, kể cả việc vận chuyển hàng hóa. Vị này phân tích nếu họ lách luật, chạy nội bộ và xe không phù hiệu thì mình cũng khó xử lý được. Để xử lý, cơ quan chức năng cần xác minh được họ chở hàng hóa đó từ ai và cho ai. Phân tích về việc nhà xe Thành Bưởi đăng thông tin hoạt động lại một số tuyến, đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tình huống, có thể nhà xe này sẽ đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải dưới tên đơn vị mới. Trong trường hợp nhà xe này đáp ứng đầy đủ thủ tục, hoạt động đúng quy định, các cơ quan cũng tạo điều kiện bởi việc xử phạt, xử lý nhà xe Thành Bưởi mang tính chất răn đe, đảm bảo các hoạt động diễn ra đúng quy định. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không thời hạn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 11. Việc thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô không thời hạn đối với công ty này được căn cứ theo quy định tại điểm a, khoản 6, Điều 19 Nghị định 10 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô. Công ty Thành Bưởi đã cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Trước đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã có kết luận về xử phạt vi phạm hành chính sau khi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi, danh sách hành vi vi phạm gồm 8 nội dung: không thực hiện đúng quy trình bảo đảm an toàn giao thông theo quy định, không thực hiện đúng quy định về đón, trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện. Vi phạm về việc có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông nhưng bộ phận này không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định, có lập nhưng không cập nhật đầy đủ chính xác lý lịch phương tiện và lý lịch hành nghề của lái xe theo quy định, có tổ chức khám sức khỏe cho lái xe nhưng không đầy đủ các nội dung theo quy định. Trong việc sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, xe kinh doanh vận tải khách du lịch, công ty Thành Bưởi có hợp đồng vận chuyển, hợp đồng lữ hành, danh sách hành khách nhưng không bảo đảm yêu cầu theo quy định, đồng thời trên xe không có hợp đồng vận chuyển, hợp đồng lữ hành, danh sách hành khách kèm theo. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị đừng quên theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất xin chào và hẹn gặp lại